Chuẩn bị lên hình em mê. Chào mừng các bạn đã đến với channel Không Giới Hạn. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với đất nước Brazil. Nhưng chắc chắn là không phải để ngắm các vũ công samba quyến rũ, nên mấy bạn nam đừng có hí hửng nha. Trong video lần trước mình làm về lửng mật thì thấy có khá nhiều bạn khán giả hứng thú với một loài rắn có cái màu gọi là màu yellow. Đấy, loài rắn này chỉ với một vết cắn của nó thôi thì cứ phải gọi là toang. Rất toang, cực kỳ toang, vô cùng toang, với nhiều triệu chứng như tan chảy da, dẫn tới cái chết, còn nhanh hơn cả các bạn uống một ly trà sữa. Vậy thì loài rắn đó là gì và chúng nguy hiểm ra sao? Hãy cùng mình cất cánh đến thẳng đảo rắn Brazil để tìm hiểu. Hả? Đang cách ly á? Ừ, thế thì ngồi ở nhà xem cũng được. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Hòn đảo Ilha de Queimada, hay còn gọi là đảo rắn, cách bờ biển Sao Paulo, Brazil khoảng 32 km. Nếu như các bạn đi tản bộ trên mặt biển với vận tốc của một chú chó bình dân đi dạo thì sẽ mất khoảng hơn 5 tiếng, còn nếu như các bạn đi tàu cao tốc thì chỉ mất khoảng 20 phút. Hòn đảo này có tỷ lệ rắn đông đảo nhất trái đất với 400.000 mãng xà khẩu, nhưng nổi tiếng nhất cũng là nguy hiểm nhất phải kể đến loài rắn lục đầu vàng, Golden Lancehead Viper. Loài rắn này gây ra 90% các trường hợp tử vong liên quan đến rắn cắn ở Brazil. Rắn hổ lục đầu vàng phát triển và đạt tổng chiều dài trung bình sau thời kỳ dậy thì là khoảng 70cm, và chiều dài tối đa nếu như không tính tăng trọng cắm cỏ hay biến đổi của tuyến yên thì có thể đạt trên 118cm. Về dấu hiệu nhận biết thì chúng có cơ thể màu vàng nâu nhạt, phủ lên một loạt các vệt nhạt trên lưng hình tam giác hoặc tứ giác, rộng hay hẹp, xen kẽ hoặc liền thành một dải dọc theo lưng, tùy thuộc vào cá thể. Trong điều kiện nuôi nhốt, màu vàng này thường trở nên tối hơn. Đó có thể là kết quả của việc kém lưu thông máu, bị gây ra bởi điều hòa thân nhiệt không hiệu quả. Phần đầu của loài rắn này có hai dải sọc sau mắt rất rõ ràng. Bụng của loài này có màu kem nhạt hoặc màu kem. Với số lượng thống kê sổ hộ khẩu hơn 2.000 trang của loài rắn hổ lục trên đảo này, thì cứ 1m2 có tới 5 con rắn hổ lục đầu vàng. Nhưng dù số lượng rắn có ít hơn, thì chỉ cần đi quá 3 bước chân là có một đến vài con đang đợi để nhổ một bãi nọc độc vào mặt hay cơ thể của bạn. Đặc biệt là bạn nào có vấn đề về quang học thì nguy cơ bị loài rắn này tập cho vài phát là cực kỳ cao. Một khi đã bị loài rắn này cắn thì cứ phải gọi là để mị nói cho mà nghe. Kẻ yếu thì không có quyền được lựa chọn cái chết. Một loạt các triệu chứng xuất hiện như phù nề, đau cục bộ, buồn nôn, nôn mửa, tụ máu, tiểu ra máu, chảy máu trong ruột, suy thận, xuất huyết não và hoại tử cơ nặng nề. Lý do tại sao loài rắn này trở nên nguy hiểm đến như vậy thì mình không biết. Thật, mình không biết thật. Tất cả những bí ẩn về loài rắn này hiện vẫn còn là một ẩn số. Một giả thuyết của ai đó ở một nơi nào đó được đông đảo người vốt cho là ngày xưa, cách đây lâu lắm rồi, cỡ khoảng 11.000 năm, mực nước biển đã dâng cao và chia cắt đảo Ilha de Queimada Grande khỏi Brazil, khiến những con rắn trên đảo chỉ có nguồn thức ăn vô cùng hạn chế, đó là các con chim di cư. Vào cái thời điểm đó thì hầu hết nọc độc của rắn phải mất rất nhiều thời gian để phát tác, đôi khi tới vài ngày. Đồng nghĩa với việc, vào thời điểm nọc rắn giết chết chim, chúng đã có thể di cư đến nơi khác, hoặc chết đâu đó trên biển và làm mồi cho cá. Vì vậy, các con rắn này đã phải vật vã tiến hóa để có lượng nọc độc vô cùng mạnh, có thể giết chết con mồi gần như ngay tức khắc. Nghe cũng hợp lý phết, nhỉ? Nọc độc của lũ rắn trên đảo này có uy lực gấp 5 lần nọc độc của những loài rắn khác và thậm chí có thể làm tan chảy cả da người. Trước khi đảo bị cấm mọi người tà lừa ghé thăm thì đã có rất nhiều trai xinh gái đẹp thử một lần chơi nhớn xem các chủ tịch bàn phím có trầm trồ hay một số bợm nhậu bắt về để bán với giá hơn 700 triệu thì biết ngay kết cục, lúc đi hết mình, lúc về mất xác. Và nhiều trường hợp là toang luôn, lúc đó thì mới biết rắn hổ lục đầu vàng là ai. Đúng là ngu thì chết, chứ làm gì có tội tình gì, đúng không các bạn? Ừ. Rồi, ok, video của mình đến đây đã là kết thúc rồi. Qua đây mình muốn khuyên các bạn một điều rằng, một ngày đi tu thì không thể thành chính quả, nhưng một ngày chơi ngu thì nhận biết bao nhiêu hậu quả. Chớ có dại thích chơi lớn để kiếm tiền nhờ mua bán động vật quý hiếm. Tiền nhiều để làm cái gì đâu, mà có tiền chưa chắc tình nghĩa anh em đã bền lâu.
Và để cho tình nghĩa anh em chúng ta bền lâu thì mình rất cần sự ủng hộ từ các bạn bằng cách like, chia sẻ video này cho mọi người cùng biết. Đừng quên bình luận đóng góp ý kiến ở phía bên dưới và nhớ là đăng ký kênh, bấm nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, chào các bạn, mình ra.